vị lý nhưng mà nhiều quá, nhiều quá. Sao nhạt những cái cần thế là cái đề đó. Cà phê thì đưa chọn lọc thôi. Mọi người uống cái cà phê này để so sánh nó khác nhau với cà phê khách sạn như nào? Đấy là bao giờ đấy? Đây special chung nhé, nói chung. Nhìn đúng rồi. Đúng không? Đấy. Đây là nhà cầu dài và to hơn gấp 10 lần ở Hội An, theo như lời anh Thịnh nói, thuộc thành phố Lovech.